Yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với điện thoại Vui TV. Trên tay của mình đây là Xiaomi 11 Lite 5G. Đây là một chiếc smartphone khỏe, nhẹ, đẹp, không những thế mà nó lại còn rẻ nữa chứ. Và cuối cùng là nó còn được trang bị thêm công nghệ 5G cho anh em. Và sau 3 ngày mình trải nghiệm con Xiaomi 11 Lite 5G này, mình thấy là cực kỳ hài lòng. Và bây giờ sẽ là bài đánh giá chi tiết và đầy đủ cho anh em biết con Xiaomi 11 Lite 5G này nó sẽ có những điểm mạnh nào và những điểm yếu nào của chiếc máy nhé. Ok, let's go. Và đây là Xiaomi 11 Lite 5G. Và đây sẽ là phiên bản nâng cấp của Xiaomi 11 Lite, phiên bản bình thường, phiên bản 4G. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về thiết kế của em này. Em này thì có kiểu thiết kế đến từ 2 năm trước. Nó đã có một cái thiết kế khá là cũ rồi, nhưng mà mình thấy thì nó không cũ lắm đâu. Nó là cái meta của những năm trước đó, trước khi Apple ra những chiếc máy vắt vuông. Và những chiếc điện thoại nó cũng chạy theo xu hướng vắt vuông. Và với mình đánh giá rằng cái thiết kế bò góc như thế này, nó sẽ giúp cho các bạn cầm nắm dễ dàng hơn. Và mình có thêm một điểm nữa rất ấn tượng về em Xiaomi 11 Lite 5G này, đó chính là em nó cực kỳ mỏng và nhẹ. Mình không nhớ rõ nhưng mà độ mỏng của em nó thì chỉ khoảng hơn 6mm một xíu thôi. Còn về cân nặng của em nó thì chỉ có 168g mà thôi, 168 hoặc là 158, chứng tỏ là nó rất là nhẹ. Và cảm giác cầm nắm của các bạn thì đôi lúc các bạn quên mất các bạn đang cầm điện thoại luôn. Và trong những ngày mà mình trải nghiệm thử, khi mà mình để điện thoại trong túi quần, cũng nói thật là nhiều lúc mình quên mất là mình đang để điện thoại trong túi quần. Khi mà mình so sánh với chiếc iPhone 12 Pro Max, các bạn có thể thấy nó dày hơn đáng kể nếu như so với em Xiaomi 11 Lite này. Đặc biệt hơn là cái phần camera của chúng ta, camera ở mặt sau nó sẽ không bị lồi. Còn với những chiếc iPhone, camera lúc nào cũng lồi lên rất cao. Màn hình của chúng ta cũng là màn hình kính, nó là kính cường lực Gorilla Glass 6. Và ngoài ra thì khung viền của các bạn sẽ chỉ có một khung viền làm từ nhựa mà thôi. Và ở bên trên khung viền của chúng ta thì các bạn vẫn sẽ có ở bên dưới là cổng sạc Type-C, và nó sẽ hỗ trợ công suất sạc cho các bạn là 33W. Kế bên là một mic thu âm, đây là khe cắm thẻ SIM. Và đặc biệt là với khe cắm thẻ SIM này, các bạn sẽ chỉ có một lựa chọn, đó là hai SIM hai sóng hoặc là một SIM và cùng với một thẻ nhớ. Đây chính là khe cắm của chúng ta. Và các bạn sẽ có thể có lựa chọn có thẻ nhớ mở rộng SD hoặc là các bạn sử dụng hai SIM. Nếu như hai SIM chúng ta sẽ không có thẻ nhớ. Còn nếu như muốn mở rộng bộ nhớ thì chỉ dùng được một SIM thôi nhé. Và chúng ta sẽ có một loa dưới, và trên màn hình của các bạn sẽ có một loa nữa, tức là chúng ta sẽ có hai loa. Và cạnh bên các bạn vẫn sẽ có nút home và tích hợp luôn cả cảm biến vân tay. Và đây là phím tăng giảm âm lượng. Cái phím home này thì nó nằm bên trên khung viền của chúng ta, và đôi lúc thì mình bấm mình cũng không có cảm giác được rằng mình đã bấm phím home này. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy mình bấm nó khá là nhạy. Và ở bên trên thì chúng ta vẫn sẽ có một cái cảm biến. Đây là thứ mình thấy cực kỳ quan trọng mà không hiểu sao các hãng công nghệ đều bỏ hết cái cảm biến hồng ngoại này. Và ở trên các bạn cũng sẽ có thêm một cái micro thu âm ở bên trên. Và đó là tổng quan về ngoại hình chiếc máy của chúng ta. Một kiểu thiết kế không quá mới, thế nhưng nó vẫn đủ đẹp, vẫn đủ sắc sảo cho các bạn. Cảm giác cầm nắm tốt. Màn hình của các bạn sẽ là màn hình kính, và khung viền của chúng ta chỉ là khung viền nhựa mà thôi. Vậy cho nên là mình sẽ khuyên các bạn rằng nếu như các bạn sử dụng chiếc điện thoại này, các bạn nên gắn thêm một chiếc ốp lưng, tại vì khung viền của nó không được chắc chắn cho lắm. Ngoài ra thì có thêm một vấn đề nữa trong quá trình trải nghiệm mình gặp phải, đó là mặt lưng của em này nó rất là dễ bám dấu mồ hôi và vân tay. Mình đã sử dụng một chiếc máy đó là màu xanh. Những ngày đầu mình sử dụng thì mình thấy nó không dơ lắm. Thế nhưng sau hôm nay là đến ngày thứ 3 rồi, thì mình thấy những cái dấu vân tay của mình nó đã bắt đầu xuất hiện lên đây, và nó dày đặc luôn khi mà mình xoay ở trên màn hình. Không biết là các bạn có thể thấy được không, nhưng mà vân tay nó bám khá là nhiều. Vậy cho nên là mình sẽ khuyên anh em nếu như sử dụng thì mua thêm một chiếc ốp nhé. Và chúng ta sẽ đến với mặt trước của chiếc Xiaomi 11 Lite 5G này. Em này thì sẽ có kích thước màn hình là 6.55 inch, sử dụng tấm nền AMOLED, và nó sẽ hỗ trợ tần số quét lên đến 90Hz. Thật ra thì với 2 năm trước một chiếc điện thoại 90Hz là vừa đủ rồi. Hiện tại thì các bạn sẽ yêu cầu lên đến 120Hz. Thế nhưng đây là một chiếc điện thoại đã cũ rồi, cho nên là các bạn sẽ không thể nào có 120Hz đâu nhé. Các bạn sẽ có hai tùy chọn, 60Hz hoặc là 90Hz. Nói chung là các bạn mua về cứ bật 90Hz lên, xài cho nó sướng. Và đây sẽ là tổng quan về chiếc màn hình của chúng ta. Các bạn sẽ có một camera đục lỗ ở góc bên trái. Với camera này nó cũng sẽ hơi to một chút. Và cái viền màn hình của chúng ta, đây cũng là một cái viền màn hình mình đánh giá là nó là dày. Nó không phải là mỏng đâu, nhưng mà nó cũng không dày lắm đâu các bạn ạ. Với mình đánh giá thì đây là một chiếc điện thoại giá rẻ, cho nên là nó vẫn có thể đủ dùng. Và đang tiện nói về giá cả thì để nhắc cho em nhớ, chiếc Xiaomi 11 Lite 5G này, đây là mẫu máy được bán độc quyền tại CES trong cái thời điểm được ra mắt. Và hiện tại nếu như các bạn tham khảo giá ở CES, các bạn cũng sẽ thấy mức giá của em nó rơi vào khoảng 7.500.000. Với 7.500.000 các bạn có thể sở hữu một chiếc Xiaomi 11 Lite 5G mới. Thế nhưng nếu như các bạn quan tâm đến máy cũ, các bạn có thể mua tại Điện thoại Vui. Hiện tại thì Điện thoại Vui đang kinh doanh em này với mức giá chỉ khoảng 4.500.000 mà thôi anh em nhé. Quay trở lại, chúng ta sẽ nói về con chip của Xiaomi 11 Lite 5G. Và nó sẽ được trang bị con chip là Qualcomm Snapdragon 780G. Đây là một con chip không mới. Thế nhưng trong thời điểm mà chiếc máy này ra mắt thì đó là một con chip mới. Nó được hoạt động trên tiến trình 5nm và trang bị thêm công nghệ 5G. Nếu như so sánh hiệu năng của con chip này thì nó sẽ mạnh hơn con chip 855, và tất nhiên
nó lại yếu hơn con chip 865 đến từ nhà Snapdragon Qualcomm. Và đây là điểm số AnTuTu, trước đó mình đã chấm thử để cho các bạn coi. Em này sẽ có điểm số AnTuTu rơi vào khoảng là 625.000 điểm. Còn về trải nghiệm thực tế của mình thì mình là một người sử dụng nói chung là cơ bản thôi. Mình không chơi game quá nhiều và phần lớn thời gian mình sử dụng điện thoại là dùng để lướt web. Khi mà mình nhận chiếc máy này, mình đã đánh liền một mạch 5 trận Liên Quân và mình nhận thấy rằng khi mà các bạn chơi 1-2 trận đầu, chiếc máy của các bạn nó khá là mát mẻ. Thế nhưng khi mà các bạn chơi đến trận thứ 3, chiếc máy của chúng ta nó sẽ ấm lên, và đặc biệt là cái phần kế bên camera ở đây nó sẽ ấm lên trông thấy luôn. Và nó cũng không hẳn là nóng đâu. Và mình sẽ khuyên các bạn thêm một điểm nữa, đó là khi mà các bạn mua chiếc máy này về, nếu như các bạn muốn dùng nó để chơi game thì khi mà các bạn vào game, các bạn hãy bật thêm cho mình game turbo. Và với công nghệ game turbo này thì nó sẽ tối ưu hóa cho chiếc điện thoại chúng ta chơi game tốt hơn, mượt mà hơn, ổn định hơn, mà nó sẽ còn không gây nóng cho chiếc điện thoại. Nhưng mà thực tế thì khi mình chơi game, trong quá trình chơi game nó sẽ không gặp hiện tượng lag đâu. Còn khi mà mình hoàn thành xong một trận Liên Quan đó rồi, lúc mà mình bấm nhiều cái phần nhận thưởng, lúc đó chiếc máy của chúng ta mới lag. Và mình vẫn khuyên với các bạn, đây là một chiếc máy thuộc phân khúc, hiện tại nó là giá rẻ rồi. Và con chip này là con chip đủ dùng thôi. Nó sẽ không thể nào dùng cho các bạn chơi những tựa game hardcore như là chơi Genshin Impact được. Nếu như các bạn dùng để chơi PUBG, ok, nó vẫn có thể chơi được, nhưng mà không phải là ở mức độ hoạt cao đâu nhé. Về phần RAM và bộ nhớ trong, em này sẽ được trang bị 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Các bạn sẽ có những phương án cao hơn như là 8GB RAM 256GB. Và phiên bản mà mình đang có ở đây là phiên bản 8/128 mà thôi. Và mình đánh giá thì 128 thì đến hiện tại 128 nó cũng chỉ ở mức vừa đủ thôi, nó sẽ không có quá nhiều đâu. Em này thì sẽ có 3 cam ở mặt sau và thiết kế cam của nó thì cũng tương tự như Xiaomi 11. Mặc dù là bạn rút gọn, thế nhưng nó sẽ không có quá nhiều thay đổi. Đầu tiên các bạn vẫn sẽ có một cam chính, độ phân giải là 64MP. Kế đến các bạn sẽ có một cam góc rộng với độ phân giải là 8MP. Và cuối cùng các bạn sẽ có một cam macro với độ phân giải là 5MP. Và đây là một bức ảnh mình chụp ngoài trời ở trên chiếc Xiaomi 11 Lite 5G này. Với mình đánh giá thì màu sắc nó ở mức là vừa phải. Mình không biết phải dùng cái từ nào để diễn đạt, tại vì nó không quá xuất sắc. Cái màu này thì khi mà mình so với màu thực tế thì nó sẽ hơi nhợt nhạt hơn một chút, vì đây là cái điểm chung của những chiếc máy Xiaomi rồi. Và khi mà mình zoom tấm ảnh này lên ở những vị trí xa hơn, ví dụ như là cái rào cửa ở đây, thì đã có những cái chi tiết của nó bị mất. Và thường thì mình cũng không đánh giá quá cao cái phần chụp ảnh của những chiếc máy Xiaomi như thế này. Và kế bên thì mình có một tấm ảnh chụp xóa phông bé, một bé mèo mà anh em bọn mình nuôi ở công ty. Thì các bạn có thể thấy khi mà mình zoom lên ở phần mặt của con mèo, các bạn vẫn sẽ thấy nó không có bị chi tiết nào sai đi hay bị lệch cả. Thế nhưng cái phần xóa phông, nó xóa phông không đủ tốt. Cái phần còn lại của con mèo là cái phần từ phần đùi của nó trở xuống, các bạn có thể thấy không hiểu sao cái phần này nó bị ao nét, hoặc là cái phần xóa phông tại sao nó lại nhận vô đây nhỉ. Toàn bộ cái phần từ bắp đùi của con mèo trở về xuống dưới, các bạn sẽ thấy nó sẽ bị khác màu hoàn toàn luôn, và không thể nào có hiện tượng này xảy ra với một con mèo bình thường, đúng không ạ? Và đây là một tấm ảnh chụp đêm mình có nhờ ông anh chụp được ở quán hủ tiếu. Thì khi mà các bạn chụp đêm thì những cái phần tái tạo của nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, tại vì hiện tại thì những cái phần chụp ảnh như thế này nó sẽ có AI để làm lại cho các bạn. Và với mình đánh giá thì ở phần chụp đêm, em Xiaomi 11 Lite 5G này là mình bất ngờ hơn, tại vì trước đó mình có trải nghiệm em Xiaomi K30, và với em K30 đó thì cái màu sắc ảnh của nó cực kỳ tệ, và đặc biệt là chụp đêm nó còn tệ hơn nữa. Thế nhưng với tấm ảnh mình chụp ở đây, màu sắc của mình thì gần như nó không bị thay đổi, tuy là nó có hơi bị lệch một chút, thế nhưng nó không bị thay đổi quá nhiều. Còn về phần mặt của chúng ta, nó sẽ không tái tạo da mặt cho các bạn đủ tốt đâu nhé. Và em này thì vẫn hỗ trợ cho các bạn quay video 4K 60fps nhé. Ngoài ra thì vẫn sẽ có nhiều những cái thao tác chụp ảnh ở trong phần điện thoại của chúng ta. Và đặc biệt hơn là nếu như các bạn muốn bật camera 64MP lên thì các bạn phải chọn vô phần thêm, sau đó thì chọn vô phần 64MP ở đây. Và như thế thì cái chế độ Ultra HD 64MP nó mới được bật lên. Đánh giá thì nó không có gì đặc sắc quá đâu. Cơ bản thì camera của Xiaomi thì dùng để chụp được là được rồi. Mình không đánh giá quá cao về camera của Xiaomi. Và cuối cùng là dung lượng pin và thời lượng sử dụng. Thì em này sẽ có viên pin là 4250mAh. Thế nhưng khi mà các bạn mua những chiếc máy cũ thì dung lượng pin thực tế của nó sẽ còn thấp hơn con số mà nhà sản xuất công bố nữa. Và với trải nghiệm của mình, ngay với ngày đầu tiên mình sử dụng nó để mình chơi game, mình đánh Liên Quân khá là nhiều, thì pin của nó không thể trụ được trong vòng một ngày. Còn với những ngày sau đó, mình sử dụng giống như bình thường mình vẫn sử dụng, là mình thường xuyên sử dụng nó với những mục đích như là lướt Facebook, coi YouTube, hoặc là sử dụng những cái tác vụ cơ bản của mình, thì nó không hao pin quá nhiều. Và với mình trải nghiệm, mình đã nhét SIM vô đây, mình dùng nó giống như là một chiếc máy chính, và khi mà mình ra đường mình cũng mang nó theo, và gần như là mình luôn mang theo chiếc điện thoại này. Và với mình đánh giá, với trải nghiệm cơ bản nhất của mình không chơi game quá nhiều, một ngày em này vẫn đủ trụ được cho các bạn. Trong ngày hôm qua mình đã sử dụng em này được trong đúng một ngày luôn. Và sạc của nó thì cũng không phải là quá nhanh đâu, em nó chỉ hỗ trợ sạc là 33W mà thôi. Và trong trải nghiệm của mình, khi mà mình sạc đầy từ 20% lên đến 100%, nó sạc đâu đó khoảng hơn 1 tiếng một xíu. Và với mình đánh giá thì đây là một viên pin không quá lớn, và sạc pin của nó cũng không quá nhanh. Thế nhưng thì chúng ta cũng phải chấp nhận thôi, tại vì nó có một thiết kế rất là mỏng và nhẹ.
Và để có được thiết kế mỏng và nhẹ này, các bạn sẽ không thể nào nhét một cục pin quá dày vào đây, tại vì nhét một viên pin lớn, chiếc điện thoại của chúng ta nó sẽ dày hơn. Vậy cho nên là với thiết kế mỏng nhẹ như thế này thì một viên pin khoảng 4200 là đủ dùng rồi. Và nếu như các bạn mua về để chơi game, để cày hardcore thì mình sẽ khuyên các bạn mua thêm một con sáo lạnh, và như thế các bạn sẽ tối ưu được quá trình chơi game và thiết bị của chúng ta nó cũng sẽ không bị hao pin quá nhiều. Còn về phần mềm thì đây, chiếc máy của mình là phiên bản hàng chính hãng luôn. Đây không phải là những chiếc máy xách tay trôi nổi trên thị trường đâu, tại vì đây là máy được bán từ Cephone S và điện thoại vui vẫn tiếp tục kinh doanh những chiếc máy này. Và đây là máy có nguồn gốc rõ ràng, không phải là những phiên bản Line 5G NE đâu, tại vì phiên bản NE nó sẽ bị cắt giảm hơn một chút về con chip. Và với cái chiếc máy này, hoàn toàn của chúng ta sẽ là phiên bản quốc tế luôn, cho nên là nếu như các bạn so sánh thì mức giá nó sẽ chênh lệch một chút nếu như so với các shop khác nhé. Và hiện tại thì mình đã cho em này lên phiên bản MIUI 14 rồi, và nó cũng đang sử dụng phiên bản Xiaomi 13 luôn. Và rất có thể trong tương lai gần, em này cũng có thể được lên phiên bản Android 14. Và hiện tại thì báo luôn cho anh em, nếu như anh em quan tâm đến sản phẩm Xiaomi 11 Lite 5G này hoặc là toàn bộ những sản phẩm Xiaomi khác thì anh em có thể truy cập vào trang web dẫn đến cửa hàng của điện thoại Vui. Hiện tại thì điện thoại Vui đã có chương trình kinh doanh máy cũ rồi, và không chỉ Xiaomi, chúng ta còn có những chiếc máy đến từ nhà Samsung hay là iPhone. Ngoài ra thì các bạn vẫn có thể mua máy mới tại đây luôn nhé. Và nếu như anh em quan tâm thì cứ click vào đường link bên dưới sẽ có ưu đãi dành cho anh em. Và rất cảm ơn các bạn đã coi hết video của mình. Nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.